trong kỷ nguyên số với xu hướng hội tụ viễn thông công nghệ thông tin, Big Data, IoT theo định hướng chiến lược VNPT 4.0. VNPT đang chuyển dịch từ nhà cung cấp dịch vụ truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông số, DSP. Tầm nhìn của VNPT là trở thành nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ số tại Việt Nam vào năm 2025 và trở thành một Digital Hub của khu vực châu Á vào năm 2030. Với sứ mệnh cung cấp cho khách hàng và đối tác các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và dịch vụ số, chất lượng, đột phá và sáng tạo, trở thành trung tâm kết nối số, Digital Hub của châu Á, tôn vinh và đánh giá giá trị đích thực của người lao động. VNPT tập trung phát triển 3 nhóm dịch vụ chính, các dịch vụ viễn thông, dịch vụ số dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, hộ gia đình, sản phẩm dịch vụ khác về sản xuất công nghiệp và dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây lắp. Phát triển theo chiến lược VNPT 4.0, VNPT đang tập trung xây dựng nền móng vững chắc về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tới hơn 34,8 triệu thuê bao di động, hơn 6,2 triệu thuê bao Internet băng rộng và các khách hàng là các cơ quan đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, các sở ban ngành. VNPT hiện có hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng bộ, phủ sóng khắp cả nước với hệ thống cáp quang trên đất liền, cáp quang biển, hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và 2, kết nối trực tiếp tới hơn 240 quốc gia trên thế giới, đáp ứng được những yêu cầu cao nhất về an toàn thông tin của quốc gia cũng như thỏa mãn các nhu cầu đa dạng của khách hàng. VNPT hiện có quan hệ hợp tác với hơn 200 đối tác viễn thông và ICT trên thế giới. Với những bước đi và chiến lược đúng đắn, hiện nay VNPT là thương hiệu đứng vị trí thứ hai thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance và Forbes trao tặng và thuộc top 150 nhà mạng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới. Hướng tới kỷ nguyên VNPT 4.0, VNPT luôn thay đổi, hoàn thiện mình để góp phần kiến tạo một xã hội phát triển, văn minh và không ngừng kết nối. VNPT, cuộc sống đích thực. OneFarm's solution is built uniformly based on one IoT platform, VNPT Technologies' comprehensive IoT platform, which is certified by One M2M. It has full features to support farmers and farm owners to manage green agricultural chains in a closed process in order to achieve maximum productivity and quality. With IoT technology, we bring a real revolution for agriculture, including connection of networks of sensors to monitor, digitalize and build planting processes, build more complex and automated cultivation processes to minimize human effort, self-operation mechanism of self-learning ability, and contribute and enrich agricultural knowledge for a better planting. We would bring to customers a smart agricultural chain management system that includes supply chain management, planting, inventory management, logistics, distribution and retail, and support traceability from farm to table. With a sensor and camera system, OneFarm supports measuring, supervising, and monitoring all the parameters of soil, environment, and nutrients, recommending watering and lighting time. It automatically sets the irrigation and lighting time that is suitable for each stage of crop development for all the farms. For livestock farms, these solutions support management and operation of all stages, such as feeding, lighting, egg harvesting, manure collection, heating, monitoring the health and growth rate of livestock. The system is verified to operate smartly and stably, even in case of an interrupted internet connection. Users in remote locations can still fully control and manage farm operations through mobile applications. With advantages such as easy deployment, tailored to customers' needs, intuitive interface, an overall application that supports managing the entire supply chain, high compatibility with low cost, VNPT Technologies' OneFarm solution has the potential to expand the Vietnamese agricultural industry. Currently, OneFarm has been applied in many provinces. Delco Bac Ninh Farm, with an area of 6 hectares, including 2 hectares of water surface for fish farming,
2 chicken egg farms with 15,000 livestock, 3,500 square meters of Japanese mesh melon greenhouses, 1,000 square meters of greenhouses. A smart vegetable garden project in Lichou, deploying solutions for Fuyen Center for Application and Transfer of Technology and Smart Agricultural Model in Ningbing. At the same time, VNPT Technology created a farm building on the campus of VNPT Technology Huolak Industrial Technology Complex, applying smart agricultural solutions to the actual cultivation of various crops to understand the realistic needs and management and operation of farm owners and to improvise this solution. VNPT Technology is on the way to expand one platform to become an IoT ecosystem and focuses on smart city solutions, which are able to host all necessary applications for citizens.